thì nghĩ rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả của kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Nồi hầm bắt bút đóng nắp, Nga rơi vào bẫy của Ukraine khiến lực lượng lính dù tốt nhất bị xóa sổ thưa Quý vị, các lực lượng Ukraine đang phấn khích trước việc giải phóng hai thị trấn nhỏ ở phía nam Bakhmut, nhưng toàn bộ nỗ lực của Ukraine lúc đầu là phòng thủ và bây giờ là tiến hành các hoạt động phản công xung quanh Bakhmut đã trở thành chủ đề của nhiều lời chỉ trích không chính đáng. Các hoạt động phòng thủ và phản công của Ukraine tại khu vực Bakhmut kể từ mùa hè năm 2022 là một hoạt động hợp lý về mặt hoạt động giúp ổn định một lượng lớn sức mạnh chiến đấu của Nga mà lẽ ra sẽ có sẵn để củng cố khả năng phòng thủ của Nga ở miền nam Ukraine. Các đơn vị của hai trong số 4 sư đoàn dù VDV của Nga và ba trong số 4 lưu đoàn dù riêng biệt của Nga hiện đang bảo vệ khu vực Bakhmut. Thành tích quan trọng này của Ukraine đã giúp ngăn cản Nga tạo ra một lực lượng lính dù dự bị, hoạt động di động lớn mà lẽ ra có thể được sử dụng để ngăn chặn nỗ lực phản công chính của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia. Những nỗ lực phản công với quy mô lớn tiếp tục của Ukraine xung quanh Bakhmut là cần thiết để giữ cho lực lượng của Nga cố định trong khu vực đó. Vì việc tái triển khai gần đây một phân đội của một lữ đoạn dù riêng biệt từ gần Bakhmut đến miền nam Ukraine, cho thấy rằng người Nga đang hoảng loạn như thế nào trong việc khôi phục sức mạnh chiến đấu. Rằng cuộc phản công của Ukraine xung quanh Bakhmut đang đúng với chiến lược trước đó và giữ cho một lực lượng sức mạnh Nga bị phân tán các hoạt động phòng thủ của Ukraine ở Mút đã thu hút các thành phần của ít nhất một sư đoàn lực lượng dù Nga và kiềm hãm họ gần Mút vào mùa hè năm 2022. Các thành phần của sư đoàn dù 106 được cho là đã hoạt động tại Mút sớm nhất là vào tháng 6 năm 2022. Cựu sĩ quan Nga Igor Shrekin đưa tin rằng, trung đoàn dù số 137 thuộc sư đoàn dù 106 đã hoạt động ở Mút cùng với lực lượng quạt nờ kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công của quạt nơ vào Bạch Mút. Có lẽ là vào tháng 6 năm 2022, khi quạt nơ bắt đầu tham gia vào các cuộc tấn công lớn nhằm chiếm thị trấn. Bộ tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng, các đơn vị của trung đoàn dù 137 Nga đã hoạt động gần Bạch Mút kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2022. quân đội Nga đã cử các thành phần của sư đoàn dù 106 tăng cường cuộc tấn công của tập đoàn Quạt Nợ ở Bạch Mút không muộn hơn tháng 12 năm 2022. Đoạn phim chiến đấu được đăng vào tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 cho thấy có khả năng các thành phần của sư đoàn dụ 106 đã tham gia chiến đấu ở Bạch Mút từ sớm. Một mà lập sơ người Nga đưa tin rằng các lực lượng dù không xác định đã tiến hành các hoạt động chung với tập đoàn Quạt Nợ ở khu vực Bạch Mút vào ngày 27 tháng 12 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận sự tham gia của lực lượng dù Nga trong trận Bạch Mút rất có thể bao gồm cả các phần tử của sư đoàn dù 106 và tháng 1 năm 2023. quân đội Nga đã triển khai bổ sung các đơn vị dù tinh nhuệ từ Bạch Mút vào đầu và giữa tháng 5 năm 2023, ngay trước khi ông trùm tập đoàn Wagner Shepsheny Bredosin thông báo rằng lực lượng quạch nợ sẽ rút khỏi Bạch Mút. độ chiến đấu ở Bạch giảm vào tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2023 khi lực lượng Nga hoàn thành việc chiếm được thành phố. Nhà tài chính của tập đoàn quạch nợ Shepseni Bredosin tuyên bố chiến thắng ở Bạch vào ngày 20 tháng 5 và tuyên bố ý định rút lực lượng quạch nợ khỏi thị trấn vào ngày 25 tháng 5. Beridoshin tuyên bố vào ngày 25 tháng 5 rằng, Tập đoàn Wagner bắt đầu bàn giao các vị trí của mình ở Batmut cho Bộ Quốc phòng Nga và tuyên bố rằng Wagner sẽ rút hoàn toàn khỏi thị trấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Lực lượng dù bổ sung được triển khai tại Batmut trước và trong giai đoạn chuyển tiếp này. Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã triển khai một số đơn vị lính dù không xác định Bạch Mút vào giữa tháng 5 năm 2023 cao phó có một người lính Nga xác nhận rằng các thành phần của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 31 được triển khai từ Batmut, có thể là từ tuyến Svatop, Kremina, không muộn hơn ngày 14 tháng 5 năm 2023. Các nguồn tin Ukraine cho biết các thành phần của sư đoàn dù số 98 của Nga đã được triển khai từ Batmut vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4. Các đơn vị nhỏ rải rác của sư đoàn dù 98 được cho là đang hoạt động gần Volodya tỉnh Donetsk và Dnepropetrovsk, tỉnh Luhansk kể từ tháng 5 năm 2023. Cánh quay chiến đấu và các báo cáo của Nga xác nhận rằng, các đơn vị của Sư đoàn Dù 98 của Nga đã được tái triển khai đến Bakhmut không muộn hơn tháng 6 năm 2023. Lực lượng Ukraine bắt đầu các hoạt động phản công chống lại Bakhmut gần như ngay lập tức sau khi quân Nga rút lui, khiến người nga phải duy trì lực lượng dù tinh nhuệ đã ở đó và triển khai thêm quân tinh nhuệ tới tiếp viện tới Bakhmut. Lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công chiến thuật kéo dài ở Bakhmut và xung quanh các sườn của nó sau khi quân nợ chiếm được thành phố vào khoảng ngày 20 tháng 5. Ukraine đã phát động một cuộc phản công đáng kể chống lại Bakhmut vào ngày 4 tháng 6. Cùng ngày họ bắt đầu cuộc phản công lớn ở Zaporizhia đồng thời tiến hành các hoạt động tấn công được duy trì và tăng cường gần các sườn phía Bắc và phía Nam của Bắc Mất trong suốt tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Các cuộc tấn công kéo dài này của Ukraine gần Bakhmut đã tiêu diệt được lực lượng lính dù đáng kể ở Bakhmut. Quân đội của Nga đã phải điều động các thành phần của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 11, 31 và 83 đến bảo vệ thị trấn vào tháng 7 năm nay. Lữ đoàn lính dù riêng biệt duy nhất không tham gia vào trận chiến Bakhmut là lữ đoàn Spetsnaz cận vệ số 45, là một đơn vị lực lượng đặc biệt do Bộ Tổng tham mưu Nga trực tiếp chỉ huy. Quân đội của Nga sẽ không triển khai và giữ lại số lượng lớn lực lượng lính dù này ở Bắc Mắc nếu lực lượng Ukraine không tiến hành các hoạt động phản công với quy mô lớn và hiệu quả đe dọa chiếm lại thị trấn mà lực lượng của Nga đã chiếm giữ với cái giá rất đắt. Các nguồn tin của Nga ghi nhận, các thành phần của sư đoàn dù 98 có thể là các thành phần của trung đoàn dù 217 đã đánh bại các cuộc tấn công của Ukraine vào sườn phía bắc Bắc mất vào tháng 7. Các đơn vị của trung đoàn dù 137 thuộc sư đoàn dù 106 vẫn ở lại bắc mất từ tháng 9 năm 2022 cho đến tháng 9 năm nay mà không có bất kỳ bằng chứng quan sát nào về sự luân chuyển các hành động phản công liên tục của Ukraine ở Bakhmut kể từ tháng 6 năm 2023 đã kiềm chân các thành phần của hai trong số bốn sư đoàn dù của Nga và ba trong số bốn lữ đoàn riêng biệt của lực lượng dù của họ, làm giảm đáng kể khả năng của các lực lượng tốt nhất của Nga trong việc tái triển khai thêm lực lượng về phía sau để củng cố mặt trận phía Nam. Việc Bộ Chỉ huy Nga tái triển khai các lực lượng dù này để trấn giữ Bakhmut cho thấy rằng họ sẵn sàng chuyển một số lực lượng tốt đến tỉnh Zaporizhia để phòng thủ trước các nỗ lực phản công chính của Ukraine. Tướng Oleksandr Sesky, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, cho biết một số đơn vị tốt nhất và được huấn luyện bài bản nhất của quân đội Nga đã bị mất khả năng chiến đấu trên mặt trận Bạch Tuy nhiên, Nga không từ bỏ nỗ lực giành lại những vị trí đã mất. Ông Sesky cho hay Nhìn chung, tình hình ở mặt trận phía đông vẫn phức tạp. Nga tiếp tục cố gắng nối lại các hoạt động tấn công trên mặt trận Kobian và Liman và đang tích cực chuẩn bị cho các nỗ lực này. Giao tranh ác liệt đang diễn ra gần thành phố Bakhmut. Theo ông, sau khi Nga mất quyền kiểm soát các khu định cư Andrivka và Klishchiivka vào tuần trước, họ đã tiến hành nhiều cuộc phản công từ các mặt trận khác nhau, cố gắng giành lại các vị trí đã mất. Tuy nhiên, quan chức Ukraine nói rằng phía Kiev đang ngăn chặn các nỗ lực này. Theo ông, dù Ukraine giành lại các khu định cư tương đối nhỏ, nhưng chúng có tầm quan trọng trên phòng tuyến của Nga khi nằm trải dài từ Mút đến khu định cư Holivka. Ông Sisky cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ mà Nga đang cố gắng gia cố bằng cách triển khai tất cả các lực lượng dự bị mà Moscow có. Theo ông, một số đơn vị tốt nhất của Nga đã mất khả năng chiến đấu ở Bakhmut, bao gồm lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72, lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 31 và 83. Ông nhấn mạnh, tất nhiên Ukraine vẫn tiếp tục tiến lên. Đây chỉ là một bước nữa hướng tới việc giành lại toàn lãnh thổ của chúng ta. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết trong tuần này, việc giành lại các khu định cư gần Bakhmut sẽ cho phép quân đội của Ukraine tiến từ sườn phía nam trong khu vực Bakhmut hướng tới giành quyền kiểm soát các khu vực cao điểm và xa hơn nữa là giải phóng hoàn toàn thành phố chiến lược này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.